Xin chào tất cả mọi người đã trở lại trên Độc Môn và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có hôm ngồi đây và bàn luận với mọi người về FC Online lần nữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một sơ đồ rất là hợp meta dành thời điểm hiện tại, đó chính là sơ đồ 4231 phiên bản mới, vừa có thể tạc vừa có thể sút và xâm nhập cắm chuẩn hơn. Và trước xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Baby, I got when you feel like falling, I'll be there to prove. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem thử sơ đồ 4231 này sẽ bao gồm những vị trí nào mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng ra sao nha. ST thì mình sẽ gắn huấn luyện viên đó chính là một cái kỹ năng tốc độ chạy với lại một kỹ năng sút. Và chạy thì mình sẽ ưu tiên đó chính là kỹ năng đủ một rõ ràng ha. Và thêm cái sút nữa đó chính là cái tấn công với nhiều độ nhanh. Cái này sẽ giúp cho các bạn có những tình huống 1-1 sút dễ vô hơn. Hoặc là các bạn có cái cung cũng được, sút trong cấm. Và CAM thì mình cũng sẽ gắn một kỹ năng liên quan chạy đến sút, tức là đủ một cái nữa nha. Và thêm cái sút là có thể sút xoáy, có thể là kỹ cung, có thể tấn công nhiều độ nhanh cũng được. Nhưng mà mình sẽ hết kỹ năng rồi nên mình sẽ chọn đó chính là đủ một nè, phản ứng ngay khi kêu xong nhập là sút xoáy. Đây bộ ba kỹ năng cũng khá là ok dành cho CAM. Và hai vị trí lệch cánh tiền và tấn công thì mình sẽ gắn đó chính là đủ một với lại sút xoáy nè. Một bên là sút xoáy để bẻ trên D, còn một bên mình sẽ gắn đó chính là đủ một với lại cái tạo cầu ghi bàn. Với huấn luyện viên kỹ năng này nó sẽ giúp cho cầu thủ của bạn có khả năng truyền với lại sút trong cắm chính xác hơn rất nhiều. Và vị trí cũng rất hay tạt trong cắm hơn, hoặc là có thể là sút trong cắm, cho nên là sẽ tạo được bất ngờ hơn. Và hai vị trí CDM thì mình sẽ gắn đó chính là một cái bên sẽ là sút xa đối với đỡ một, một bên sẽ là sút xoáy với đỡ một, tùy vào kỹ năng mà các bạn có thôi. Tại vì hai vị trí này sẽ là hai vị trí có thể sút xa, có thể sút xoáy cũng rất là nhiều, cho nên mình cần cái gì đó nó đặc biệt xíu. Và hai kỹ năng này giúp cho mình một đỡ một là để chạy, bởi vì đồ này đồ tấn công rất là nhiều cho nên mình sẽ chạy nó tốt hơn, và sút xa để có thể sút mạnh hơn. Một bên là sút xoáy tùy vào cầu thủ của bạn đang có. Hai chạy hậu vệ cánh thì mình sẽ gắn huấn luyện kỹ năng đó chính là cái khéo léo với cái tổ chức nha, quan trọng nhất hai cái này. Với hai vệ cánh mình sẽ cần phải chạy về rất là nhiều á. Khi mà các bạn bị mất banh thì bạn không thể nào bạn điều khiển hai chạy hậu vệ chạy được, mà mình nhờ AI làm gì đó. Thì để AI làm gì đó thì các bạn phải có cái tổ chức, nó sẽ giúp bạn chạy về khéo léo với tổ chức. Nếu bạn có thêm cái tắc bóng nữa đó là bộ ba cái năng công nhất, nhưng mình không có được cái đó. Và CB thì bạn gắn khéo léo tắc bóng thôi, khéo léo tắc bóng về thêm cái kỹ năng thủ nữa nếu bạn có được. Và để cái khéo léo tắc bóng này bây giờ để tắc banh ít bị phạm lỗi hơn. Đôi khi các bạn thấy có những pha banh bên đối phương ngã trong cấm nhưng không phạm lỗi nhờ cái kỹ năng này, cái năng rất quan trọng nha. GK thì mình sẽ gắn đó chính là cản phá sút trung bình, cản phá sút với lại cản phá sút cự ly gần. Đây là bộ ba kỹ năng rất quan trọng cho vị trí GK, cái sút trong cấm, cái sút ngoài, cái dứt D, cái sút xa. Và nhà quản lý của sơ đồ này thì mình sẽ chọn đó chính là huấn luyện viên Marco Rossi. Huấn luyện viên này có tốc độ sút, tốc độ chạy, hai kỹ năng rất quan trọng ha. Tiếp theo là về chiến thuật đơn cũng như chiến thuật đội của sơ đồ 4-2-3 này. Phòng thủ thì mình sẽ rất công bằng nha, rộng 4, thấp 3. Đội này cân bằng để với video mình muốn là pressing hơi cao một xíu khi mà vừa mất banh, bởi vì mình để hào và cánh chân cao và cho đội này mình sẽ giúp mình áp sát đối phương cái khi mất banh, để từ từ áp sát đó để cho hai và cánh mình có thể họ lưu về á, họ có thể họ lưu về. Còn tiền đạo nè, tiền vệ nè, họ sẽ áp sát nhanh cái đôi khi các bạn lấy được banh á, đôi khi các bạn lấy banh bạn phản công luôn, bạn ghi bàn luôn. Cái cân bằng ở sơ đồ 4-2-3 này khá là lợi. Rộng thì mình để 4 thôi, rộng nhưng mà mức thực sự nó hơi hẹp tí xíu, bởi vì mình muốn nó là an toàn trong khâu sút xa. Bạn sút xa rất là ghê đúng không, và bạn này tạt cũng ghê nữa, cho nên là cái rộng 4 này, bởi vì đội sơ đồ mình có hai chạy hậu vệ cánh rồi, mình có hai tiền vệ tấn công lệch cánh nữa, cho nên hai vệ đó cũng sẽ lui về và che đi cánh. Mặc dù rộng 4 thôi nhưng mà che được cả sút xa, che được cả cánh luôn, nó rất là dễ thủ. Và thấp sẽ là 3, thấp 3 này để hạn chế những pha sút xa không đáng có, hoặc là những pha truyền dài đối phương á, mức nó vừa tầm luôn. Đội này rất khó bị pha phản công bởi vì tiền vệ có 5 người là họ thủ rất là sâu. Còn phần tấn công thì mình sẽ để là chuyển trạng thái nhanh, rộng 7 nha, cầu thủ trong cấm sẽ là 8, phạt góc 3 và đá phạt sẽ là 2. Chuyển trạng thái nhanh này để cho mình có thể phản công nhanh ngay lập tức, nhưng mà đội này rất khó phản công nhanh. Khi mà các anh cứ đục anh nếu trong hai đường truyền mà bạn không đối mặt thủ môn á thì các bạn nên phối hợp lại với để phản công nhanh, để cầu thủ mình họ chuyển trạng thái, di chuyển phần sau đối phương nhanh hơn thôi. Chứ thực chất thì 5 tiền vệ thì rất khó để có thể áp sát thằng cách nhanh chóng, mình chỉ dựa vào tiền đạo. Nhưng mà tiền đạo sơ đồ này họ cũng lui về luôn, cho nên là sơ đồ này nếu như trong hai đường truyền các bạn nhắm là các bạn có thể áp sát mạnh, các bạn có thể truyền dài, nhưng không thì bạn nên an toàn phối hợp xung quanh cái đà. Rộng 7 để cho khoảng cách của hai biên nó sẽ dạt ra xíu để mình có thể tạt bản này bản tạt, mà nếu mà để cái rộng này thấp quá thì sơ đồ vẫn đá được nha, nhưng mà chỉ đá được một bài đó là bài trung lộ thôi. Còn nếu bạn để rộng 7 thì bạn đá được vừa trung lộ vừa cánh luôn,
hai anh chàng tiền vệ tấn công lực cánh này, hai anh chàng hậu vệ cánh này cũng sẽ lên để hỗ trợ cho cái phần cánh của các bạn để tạt vô bàn nhiều hơn. Cầu thủ trong cấm sẽ là 8. Sơ đồ này là sơ đồ rất cần cầu thủ trong cấm, bởi vì mình muốn là ba anh chàng tiền vệ tấn công, tiền đạo hai CD1 đôi khi chạy vô cấm luôn để tạt, để có thể truyền từ cánh vô, để có nhiều người hơn trong pha xử lý banh ở trước vòng cấm, trước vòng sau đối phương, và mình có thể xuất xa này kia, nó đông người hơn, tự tin hơn. Hàng cốc 3, đá phạt 2. Ok, nhiều đó thôi, để hạn chế pha tấn công, xuống sẽ là chung để an toàn trong pha tấn công là phòng ngự. Và tiếp theo là chiếc đơn của từng cầu thủ, thì tiền đạo mình sẽ để công 3, thủ 1 sẽ nách chạy chỗ hỗ trợ thủ cơ bản nó chặn thường thôi. Tiền đạo này có thể là không phải tiền đạo chạy chỗ, các bạn không tiền đạo chạy chỗ thì coi như Harry Kane này các bạn để mặc định thôi cũng được. Nhưng mà tiền đạo biết là phải xuất xa, phải truyền được nha, truyền dài truyền ngắn rất quan trọng sơ đồ này. Nếu như truyền dài truyền ngắn không có thì các bạn phải bù lại là chạy nhanh. Còn nếu như các bạn có cả truyền dài truyền ngắn, có cả chạy nhanh luôn thì quá ngon, nhưng mà rất khó để tìm ra kiểu tiền đạo như vậy. Nhưng cái quan trọng nhất là truyền trong sơ đồ này, với cái 4-2-3-1 này á, như mình nói là trong hai đường truyền các bạn không áp sát được khung thành đối phương á, thì các bạn sẽ chuyển sang là mình sẽ ban bật từ xung quanh cầu thủ đang cầm bóng, và cái tiền đạo cũng phải biết truyền để tung ra những đường ban bật nó chuẩn xác hơn. Đặc biệt là ví dụ như tiền đạo như Harry Kane này, Shevchenko này, CR7 này, rất là hợp cho sơ đồ này, không kể cả Lewandowski cũng được. Còn là Ronaldo hay là Eto'o này kia, Henry này kia thì chạy nhanh, nhưng mà đôi khi đường truyền không có thì mình chỉ đá được pha phản công nhanh thôi. Nhưng mà tùy vào lối chơi mọi người, nhưng mình nghĩ là tiền đạo truyền chính xác rất quan trọng sơ đồ này. Tiếp theo là CAM, đây là vị trí khá là quan trọng, mình sẽ để công 3 thủ 2 hỗ trợ thủ cơ bản đánh chặn thông thường, duy trì vị trí hỗ trợ tại bóng công bằng. Đây là vị trí quan trọng hơn hai anh chàng tiền vệ tấn công lệch cánh còn lại, bởi vì đây là vị trí họ sẽ lui về rất là nhiều và họ cũng sẽ lên cao rất là sâu. Đây là vị trí ghi bàn nhiều hơn cả tiền đạo trong cái sơ đồ này luôn, bởi vì tiền đạo tính ra là rất bị theo kèm rất là nhiều á, cho nên là cái CAM anh chàng này sẽ rất là thoáng trong cái pha tấn công. Nếu như mà các bạn để ý tí xíu khi tấn công, các bạn đừng để ý vào tiền đạo, bạn để ý vào anh chàng này nè. Anh chàng này anh xâm nhập vòng cấm sâu còn hơn tiền đạo, đôi khi tiền đạo sẽ ở ngoài bởi vì bị kèm á, và mình muốn là anh chàng này sẽ tự do di chuyển hơn, nhưng mình vẫn để duy trì vị trí thôi để anh tạo sự bất ngờ. Nhưng cũng phải biết xuất xa nha, đây là một vị trí rất cần sự đa dạng trong tấn công, phải biết xuất xa, phải biết truyền rõ ràng, là phải biết tạc nha, đôi khi dạy cánh tạc á, và có lẽ là xuống trong cấm nữa. Cái chỉ số xuống trong cấm dứt điểm hơi cao, xíu bởi cầu thủ này ghi bàn trong cấm lẫn ngoài cấm rất là nhiều, và cầu thủ này cũng phải nên có thân xíu nha, nhỏ con tầm 1m7 đừng lên đá vị trí này, cao trên 1m8, 2 chân 5 năm, bắt buộc là 2 chân 5 năm, 2 chân 4 năm này rất khó vị trí này. Gullit nè, Kevin De Bruyne, có thể là Harry Kane hoặc Benzema thích hợp hơn. Còn hai vị trí tiền vệ tấn công và lệch cánh mình sẽ để là 3-2 hỗ trợ thủ cơ bản đánh chặn thông thường, duy trì vị trí hỗ trợ tại bóng công bằng cũng y chang vậy thôi. Nhưng mà anh chàng này anh sẽ như vai trò anh ta là di chuyển lệch hai biên, lệch hai biên nha, chứ không có xuyên giữa như là CAM. Nhưng mà khi phòng ngự thì anh chàng này lại lùi khá sâu bên hông của CDM á, để che cái phần khuyết điểm còn đang thiếu giữa LBRB và CB. Che khuyết điểm này chỗ đó rất là hay, cho nên cái sơ đồ thủ rất là đông. Và anh chàng tiền vệ này các bạn chọn những cầu thủ phải ưu tiên khả năng tốc độ, thể lực cao xíu nha, bởi anh chàng này di chuyển nhiều, tốn thể lực hơn là CM rất là nhiều. Anh chàng này phải di chuyển dạt biên nữa, trên biết tạc cũng là một lợi thế, gần như là một tiền vệ cánh vậy đó. Nhưng mà tiền vệ tấn công lệch cánh này mình sẽ cần cái nữa, đó chính là khả năng truyền. Cầu thủ này phải có khả năng truyền, chạy chậm xíu cũng không sao, nhưng chạy nhanh thì tốt, chạy chậm xíu thì cũng ok. Và cái quan trọng nhất là truyền ngắn, truyền dài với sơ đồ này rất cần sự hợp của anh chàng tiền vệ này. Và sút xa dĩ nhiên là sút xa xoáy sẽ tăng thêm sức mạnh cho hành trình này, về có thể dứt điểm trong vòng cấm thấp xíu nhưng mà bù lại những chỉ số đó cao là được. Có thể là Pele, là Nedved, là Eusebio, là Zidane, là Kevin De Bruyne cũng rất hợp vị trí này ha, khá là hợp luôn. Những đường tạt gần sát cái rìa vòng cấm dễ vô hơn. Hai vị trí CDM thì mình sẽ để xu hướng sẽ là công 2 và thủ 3, tấn công công bằng, phòng thủ trung bình, phòng thủ biên, đánh chặn thông thường. Hai vị trí này ghi bàn rất là nhiều nha, đặc biệt là những cú sút xa đó. Các bạn tận dụng cái khả năng xuất xa của sơ đồ này, cái bạn có thể chọn hai CDM thủ yếu cũng được, không sao hết trơn á, nhưng hai CDM nó phải biết sút, hai CDM nó phải biết truyền, và thế lực cao xíu càng tốt. Và đây sẽ là vị trí rất quan trọng, thế hình cao để cắt banh, bởi sơ đồ này khi thủ rất là đông, cho nên bạn nếu bạn cầm một anh chàng CDM thủ yếu xíu cũng sao, rất đông người để có thể che hướng truyền, rất là đông người để có thể phòng ngự cùng với hai CDM này, cho nên cái khả năng mà gọi là bị thọt ở phòng ngự của hai CDM này thì cũng không quan trọng lắm đâu, còn không quan trọng mà khả năng tấn công. Khi mà hai chàng lên tham gia tấn công, anh sẽ đứng ở ngoài cấm, một người ngoài một người trong cấm, tạo ra cái hướng gọi là sút xa, tạo hướng truyền. Nên chọn thủ như là Toni Kroos, Matheus, Gullit, Kevin De Bruyne cũng đã được vị trí này nha, và kể cả Pavel Nedved nữa, một phiên bản đúng hoàn hảo dành cho những cầu thủ này. Bộ tứ hậu vệ thì sẽ hơi có sự thay đổi xíu. Hai cánh sẽ là công 2 và thủ 3. Tấn công công bằng nha anh em ạ, đánh chặn công thường và hỗ trợ xâm nhập công bằng. Hai anh chàng CB thì mình sẽ để công 1 thủ 3 ở dưới vị trí tham gia đánh chặn công thường thôi. Hai nhà hậu vệ cánh ghi bàn rất là nhiều á, cho nên chọn những cầu thủ lương cao xíu nha, ít nhất phải lương 15 trở lên em ạ. Những cầu thủ nó phải có lực chỉ số một xíu.
hai cầu thủ này xâm nhập cấm liên tục và ghi bàn cũng rất là nhiều á. Bởi đôi khi các bạn lên tham gia tấn công sơ đồ này nè, nếu bạn để hai anh chàng ở nhà thì hai cánh của bạn sẽ rất là khuyết, hai anh chàng tìm về tấn công họ di chuyển dọc hành lang gọi là ngay cái rìa vòng cấm mà chứ không có sát biên xa, thì hai anh chàng hậu vệ cánh này làm được điều đó. Và đôi khi có sự trao đổi á, thì hai anh chàng hậu vệ cánh này họ sẽ chạy dồn cấm luôn và đối mặt thủ môn ghi bàn rất là nhiều, nên chọn thủ ghi bàn tốt xíu là được. CB thì mình sẽ chọn cầu thủ cao to chạy nhanh, Ramos Ferdinand Marini. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn về cách vận hành của sơ đồ 4-2-3-1 này sẽ như thế nào nha. Mặc dù để cân bằng nhưng khi mà đối phương nếu như phản công nhanh, các bạn thấy không, họ lên nó tiền đạo vào cùng họ hết đường để truyền à, truyền đâu bây giờ, bởi vì xung quanh cầu thủ đang cầm banh luôn luôn bị bao vây với cái hàng hậu vệ của mình mà, và họ truyền một hồi cái họ không biết truyền đâu cùng vẫn truyền vô cầu thủ mình thôi. Và sau khi mà các bạn cứ được banh á, các bạn hãy nhớ vị trí của CAM nha, không phải SCL, CAM mới là vị trí chủ đạo trong pha tấn công, với tiền đạo lúc nào cũng bị kèm và CAM lúc nào cũng sẽ là người có khoảng trống. CAM nè, tiền vệ lệch cánh nè, thì đó là những vị trí ghi bàn rất là nhiều, họ tạo ra rất là nhiều khoảng trống trong sơ đồ này. Và dĩ nhiên sẽ có những lúc CAM của bạn bị kèm rất là chặt, họ biết là cái sơ đồ 4-2-3-1 này phụ thuộc rất là nhiều vào tiền vệ tấn công ở giữa, cho nên họ kèm. Và lúc này thì mình sẽ tận dụng cái khả năng tấn công của hai anh chàng tiền vệ tấn công lệch cánh của LAM và RAM để mình có thể phát động cuộc tấn công. Bởi nếu như mà khi mà bạn bị kèm rồi bạn cố chấp bạn truyền vào CAM thì rất dễ mất banh, và khi mà các bạn lên áp sát được vòng cấm đối phương thì lúc này mình có thể tạt nha, những pha banh mình hoàn toàn có thể tạt. Còn nếu như bạn thấy tạt không được, bạn vẫn thể đi vào vòng cấm và sẽ kết thúc luôn là cú sút. Và ngoài ra thì thay vì những pha đi banh dùng kỹ năng thì các bạn hoàn toàn có thể ban bật. Đây là sơ đồ của những pha ban bật mà các bạn đã truyền phối hợp từ giữa sân đến ngay cả cái vòng cấm của đối phương, các bạn vẫn có thể tung ra những đường truyền để phối hợp với nhau nữa. Cái lợi của sơ đồ là vậy, nếu bạn nào có khả năng truyền tốt thì đây là những sơ đồ khá là đáng sợ, bởi vì có thể truyền tới tận thủ môn luôn. Và đó là toàn bộ chi tiết về nhà quản lý này, chiến thuật đơn, chiến thuật đội cũng như cách vận hành của sơ đồ 4-2-3-1. Và nhưng sẽ còn rất là nhiều sơ đồ khác hợp meta nữa mà mình chưa giới thiệu mọi người, với các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.